Sáng ngày 12 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận giám sát Ủy ban nhân dân phường Đồng Hòa về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính. Sự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Tiến Thọ, ủy viên quận ủy, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận chủ trì buổi giám sát trong những năm qua ủy ban nhân dân phường đồng hòa quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú qua đó góp phần nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ công chức người lao động và nhân dân trên địa bàn phường ủy ban nhân dân phường bám sát văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật các vi phạm hành chính được phát hiện và xử lý theo quy định trong năm 2023 và 10 tháng năm 2024 không có khiếu nại tố cáo khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính. Khó khăn hiện nay của phường là cán bộ công chức làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở phải kiêm nhiệm công việc chuyên môn, việc thâm mưu tổ chức thực hiện còn hạn chế, việc cập nhật bổ sung các đầu sách cho tủ sách pháp luật của phường chưa kịp thời, hệ thống loa truyền thanh của phường bị hỏng chưa được sửa chữa ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đồng chí nguyễn thị thuyên ủy viên ban thường vụ quận ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận lưu ý cán bộ công chức phường đồng hòa cần tích cực nghiên cứu nắm chắc hiểu rõ các văn bản pháp luật các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp ngành trong lĩnh vực công tác kịp thời cập nhật các văn bản mới tham mưu lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thực hiện đúng quy định các ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính kết luận buổi giám sát đồng chí nguyễn tiến thọ Ủy viên quận ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân quận đề nghị ủy ban nhân dân phường Đồng Hòa tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực, phân công công chức thường xuyên giả soát phát hiện vi phạm, tham mưu ủy ban nhân dân phường xử lý kịp thời đúng quy định. Ủy ban nhân dân phường phối hợp tốt với các cấp ngành phát hiện, xử lý các vi phạm hành chính, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, tái vi phạm trên địa bàn phường, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.